Sư con có nghe sư thầy thanh giảng mọi sự hiện hữu ở đời này đều là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ và ghét cái gì cũng là khổ. Con không biết tri kiến trên có đúng chánh pháp không ạ? Và nếu đúng thì bản thân việc mình đánh xa việc tội lỗi và thích thú trong việc làm thiện cũng khổ à? Cảm ơn sư. Thì xin thưa là theo sư ha, theo cá nhân sư thì cái câu này đó là nó theo cái tinh thần của cái câu là sabbe sankhara dukkha ti, tức là tất cả các hành là khổ. Thì cái sankhara đó tức là những cái gì mà do điều kiện, thể nó có điều kiện, có nhân có duyên thì nó có điều kiện thì nó đều là khổ. Ngay cả cái việc mà như quý vị nói cái chuyện chúng ta làm lành đánh dữ nó cũng là khổ. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc chúng ta làm lành đánh dữ nó cho kết quả nhân thiên, mà còn nhân thiên tức là còn luân hồi, mà còn luân hồi thì còn khổ. Chỉ có việc thực hành đúng theo bát chánh đạo đi đến sự chấm dứt luân hồi sinh tử, mặc dù việc thực hành đó cũng còn ở trong cái sankhara đó, tức là nó cũng còn có điều kiện. Tuy nhiên do đặc điểm của pháp là một điều rất là kỳ diệu, chính bởi vì như vậy nó dẫn đến sự trong sạch, nó dẫn đến sự thanh tịnh, nó dẫn đến sự chứng đắc đạo quả và nó dẫn đến sự chấm dứt luân hồi sinh tử. Chính bởi vì như vậy đó, cái việc tu tập thì được khuyến khích, còn cái chuyện như là phước thủ lậu thế gian thì đều vẫn còn đưa đến sự sanh tử luân hồi, cho nên nó gọi là khổ. Không biết về vấn đề này thì sư thầy Tường có bổ sung gì không? Thưa quý vị, để thành tọa giải thích thì sư cũng hoàn toàn đồng ý, nhưng mà riêng bản thân sư thì sư nghĩ là quý vị nên hiểu trong cái hoàn cảnh đó mà sư Toại Khanh hay là sư Giác Nguyên đó giảng, mà ngài dùng cái từ mà thích ở đây á, thích đây là mình phải hiểu là nó thiên về cái trạng thái bất thiện, quý vị, nghĩa là đại diện cái tâm tham đó. Chứ mình đừng có nghĩ là thích ở đây là mình nghĩ là mình ở đây mình nói là ở đây có vẻ cái vị này là hiểu là thích thú trong việc thiện, đi đúng thì đúng, nghĩa là thích thú trong việc thiện đó là việc thiện, mà nếu mà cộng với cái tâm mà hợp trí tuệ á, có nghĩa là hợp trí tuệ nghĩa là mong muốn có sự mong mỏi thoát đoạn tận phiền não sinh tử luân hồi thì đó là một điều tốt. Nhưng mà mình phải hiểu trong hoàn cảnh này nè, là Sư Tội Khanh không? Hay là Ngài Giác Nguyên đó, ngài nói cái này thiên về cái vấn đề mà bất thiện đấy, hay là để thanh tịnh nó rõ, hay là làm mà không có hợp với trí tuệ, đó là tâm lý trí, thì cái phước này là phước hữu lậu, nó cũng sẽ còn trong sinh tử luân hồi. Mà một khi còn trong sinh tử luân hồi thì quý vị chắc chắn 100% còn khổ. Xin kết thúc cái câu trả lời này.